Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Xin kính chúc quý vị và đại gia đình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong video clip ngày hôm nay thì Phụ Kiện lại tiếp tục quay lên cho quý vị và các bạn những cái mẫu dây loa hàng bãi Nhật chất lượng với giá thành vô cùng hợp lý để quý vị và các bạn chúng ta nâng cấp cái hệ thống cái dây dẫn cho dàn âm thanh của chúng ta. Ngày hôm nay thì tổng cộng là có 3 mẫu quý vị nhá. Có những cái mẫu chỉ từ 50.000, 55.000 và cao nhất ngày hôm nay cũng chỉ đến 80.000 đồng trên 1 mét thôi. Và cái mẫu ngày hôm nay có một cái mẫu mà Phụ Kiện nó rất là tâm đắc, và ngay bây giờ sẽ đi vào để quay cho quý bạn luôn. Và đầu tiên thì sẽ quay luôn cái mẫu mà Phụ Kiện nó tâm đắc nhất trong ngày hôm nay để giới thiệu đến quý vị các bạn này. Đó là mẫu này, chính cũng chính là mẫu đắt nhất ở trong 3 cái mẫu mà hôm nay Phụ Kiện nó quay lên để quý vị các bạn. Đó, mẫu này thì hôm nay vừa là một bộ hoàn chỉnh thành phẩm làm mẫu. Đó, lần đầu tiên mà trong những cái lần mà hàng Hitachi về, như quận Hitachi, hàng bãi Nhật về, thì đây là quận đầu tiên mà Phụ Kiện nó thấy là Hitachi họ làm được cái dây đồng như này. Đó, dây đồng hoàn toàn là dây đồng tơ quý vị nhá, đồng tơ vàng óng như tơ này. Đó, rất là sớ, rất là mịn. Đó, toàn bộ dây trên này đều là Hitachi hết quý vị xem. Dây của Hitachi là rất là nhỏ gọn, nhỏ nhưng mà bên trong thì thực sự là cái chất lượng bên trong nó vô cùng cao cấp. Đây, cái sau các bạn xem mã đầu tiên nhá. E41447 này. Style này 202-76-80C Hitachi LF. Đó, nhìn qua một chút cái cốt dây của bạn nhá. Rất nhiều vô vàn những cái lõi dây bên trong, và cấu tạo của nó còn đặc biệt nữa. Và bây giờ thì sẽ tốt luôn cái cốt dây này cho các bạn chúng ta xem này. Vỏ ngoài dây này thì rất là dẻo dai, quý vị nhìn đấy, dẻo dai mềm dẻo như này, quý vị chúng ta có thể đi âm tường thoải mái nhá. Vỏ dây rất là dai và mềm dẻo Hitachi. Đó, dây xịn thì quý vị có sờ có lau đi thì nó cũng không bị làm sao cả. Và những cái dây Hitachi quý vị cầm lên biết xịn hay không thì nó bóp thử, cái dây này nó rất là chắc quý vị nhá, nó không rão rão ở trên trong, không rỗng. Đó, bên trong cái lớp giấy chống ẩm vẫn còn rất là mới này. Đó, và rất là hiếm khi mà thấy Hitachi họ làm những cái dây lõi đồng nguyên như này, thực sự là rất là chất lượng. Trong là những cái lớp dây dù này, để cắt luôn này cho đỡ rối mắt, để cũng để hướng dẫn quý bạn DIY cái dây này luôn. Nếu như mà quý bạn chúng ta có nhu cầu tự DIY, tự mày mò, tự DIY cái bộ dây loa này tại nhà, các bạn thấy không? Ở đây đếm những cái lõi mà chưa bọc sắc rắn trước quý bạn nhá. Đầu tiên là chúng ta có hai sợi này, đôi này, 4 này, 6 sợi lõi to nhảy và hai sợi lõi mảnh như này. Đó, 6 sợi lõi to và 2 sợi lõi mảnh như này. Và đặc biệt hơn nữa là ở bên trong này, cái cốt lõi ở bên trong này quen nhá. Hai cái sợi này, chúng ta sẽ có hai cái sợi dây như này. Bên ngoài là một lớp vải dù và gần như là một lớp sắc rắn để chống nhiễu cho cái sợi dây này. Ở bên trong này còn có một sợi đồng này, một sợi đồng quấn quanh tất cả các lõi dây bên trong như này, cả hai sợi đều có các bạn nhá, cả hai sợi đều có. Đó, tạo ra một cái lớp từ trường chống nhiễu cho dây này. Bên trong chúng ta có bỏ cái lớp giấy dù này ra, giấy chống ẩm này ra. Ở đây chúng ta có này, đôi 4 và 6 lõi vỏ tép lông các bạn nhá, 6 lõi vỏ tép lông chống cháy, và bên trong cái lõi đồng này là đồng tơ. Đó, và đồng ở trong này khác và đồng ngoài này khác quý vị nhá, sẽ tuốt ra cho quý vị phân biệt này. Đấy, dây vỏ tép lông rất là chất. Đấy, mạnh quá đã đứt mất một sợi rồi. Đấy, quý vị chúng ta nhìn qua này, cái cốt đồng này vàng óng như tơ và vô cùng nhiều sợi, nó toàn là toàn bộ đây đồng mảnh. Sờ cảm giác thì đã mịn rồi nha quý vị nhá. Đó, đồng ở bên trong này, đó, chất lượng như thế. Và cái lượng sợi dây này thì cho ra cái chất lượng âm thanh nó vô cùng tuyệt vời, khẳng định với quý vị nó là như thế. Đấy, những cái sợi bên ngoài như này, nó là những cái bó đồng, đó, quý vị nhìn đây. Hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn những cái sợi đồng nhỏ họ bện vào nhau, sau đó lại xoắn thành những cái lõi nhỏ, và sau đó thì xoắn đảo chiều lại với nhau như này, tạo ra một cái kết cấu, cái tổng thể âm thanh nó vô cùng chất lượng quý vị nhé. Và để cho quý bạn chúng ta ai mà quan tâm đến cái phần tiết diện lõi bên trong, đó, tiết diện lõi bên trong thì sau khi làm xong như này, đấy, sau khi làm xong như này, chúng ta có một cái lõi tiết diện nó
gần 3 ly, hơn 2,5 ly một chút các bạn nhé. Hơn 2,5 ly một chút, toàn bộ dây đồng. Đó, và báo giá luôn. Dây này 80.000 đồng trên 1 mét các bạn nhé. 80.000 đồng trên 1 mét. Quý vị và các bạn có thể yêu cầu là phụ kiện nó làm sẵn dây hoặc là cắt mét để về quý bạn chúng ta tự làm. Đó. Tiếp theo là hai cái mẫu ngày hôm nay. Như đầu video có clip có chia sẻ với các bạn là nó chỉ từ 50.000 đồng thôi. Đó, đầu tiên là mẫu màu trắng này nhá các bạn nhá. Và đây cái mẫu này, mẫu màu trắng có một cuộn màu trắng 55.000 đồng trên 1 mét và cuộn màu đen 50.000 đồng trên 1 mét nhá. Sẽ quay các bạn cái mẫu màu trắng ngay trước, toàn bộ dây ở đây là của Hitachi. Dây này thì lại cốt là đồng mạ bạc các bạn nhá. Sau một vòng cái lượt cái mã trên dây cho các bạn xem này. Hitachi LF RT Flex RF 16C 26A VKG. Và cũng một người các bạn được biết là bên trong này toàn bộ cái vỏ dây toàn bộ là vỏ teflon chống cháy. Cái vỏ teflon thì các bạn đã biết rồi, nó ngoài cái việc chịu nhiệt chống cháy, nó còn là một cái lớp vỏ nhựa chống nhiễu vô cùng tốt. Các bạn chúng ta nhìn thấy cái cốt dây bên trong này, đây chúng ta có đôi này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 11 này. Và ở giữa này lại có một cái lõi như này, lõi hộp bệnh vào trong như này. Bên Nhật họ làm dây thực sự rất là chi tiết và cái chất lượng dây họ làm thì vô cùng tuyệt vời rồi. Đó. Dây bên trong này thì quyền tố đếm chuẩn, xem là quý vị xem, tính quý vị xem là bao lõi nha. Đôi 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, tổng cộng là chúng ta có 16 lõi. Đó, chúng ta sẽ chia 88, lấy sử 8 lõi ra. 8 lõi đây. 8 lõi ra tuốt dây cho quý vị xem nhá. Toàn bộ dây ở đây là vỏ teflon chống cháy. Vỏ teflon chúng ta sờ lướt qua rồi chúng ta sẽ nhận biết đâu là nhựa teflon nhá. Hơi sần sần một chút. Vậy chúng ta nhìn đây. Cốt dây này hoàn toàn là đồng mạ bạc hết. Đó. Hoàn toàn là đồng mạ bạc, rất là tơ, toàn bộ là đồng tơ mạ bạc. Nó giống như cái sợi đồng mà lúc nãy vừa quay, cái dây đầu đâu các bạn, nó cũng là đồng tơ nhưng mà khác ở đây là nó sẽ phủ bạc ở bên ngoài. Và dây này thì mức giá là 55.000 đồng trên 1 mét các bạn nhá. 55.000 đồng trên 1 mét, dây cũng khá là nhỏ gọn như này thôi. Và tiếp theo một cuộn màu đen. Đây. Màu đen này. Đây, sẽ quay cái mã cho được quý bạn chúng ta xem cái mã dây trước nhá. Mã trên dây này. Hitachi RT Flex cũng 16C. À xin lỗi quý vị, dây này là 12C và 25A VKG. Dây này chỉ 50.000 đồng trên 1 mét thôi. Đấy. Cốt dây bên trong cũng hoàn toàn là vỏ teflon chống cháy. Kết cấu thì cũng na ná giống như cái dây 55.000 đồng kia, có một cái lõi chập vào nhau như này. Có 3 này, 6 này, 9 này và 12 huyện nhá. Tổng cộng dây có 12 lõi, chúng ta chia 66 đi. Đây, sẽ chia như này. Tốt thì cốt dây cho chúng ta tham khảo. Đây. Cốt dây này quý bạn nhé, cũng là đồng tơ và được phủ bạc bên ngoài. Họ sẽ này có mức giá 50.000 đồng trên mét. Đó. Rồi và quý vị và các bạn, của video clip quý vị và các bạn muốn đặt hàng sản phẩm hoặc cần tư vấn thêm về những cái mẫu dây loa như này, có thể liên hệ thẳng trực tiếp qua số điện thoại là 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là kết bạn Zalo. Quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh để đón chờ những video clip mới nhất mà phụ kiện ô tô đăng lên hàng ngày. Ở đây thì vẫn còn rất nhiều những cái mã âm ly bật mí các bạn, là rất nhiều cái mã âm ly hàng nội địa Nhật của Pioneer này, Onkyo, Denon hoặc là Technic, còn rất nhiều mã. Quý bạn nhớ đăng ký kênh để đón chờ những video phụ kiện nó quay về những cái mẫu âm ly nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.